Tiên nghĩ không phải là chỉ có mỗi bản thân Tiên mà là tất cả những người dân Việt Nam đều mong chờ chiếc huy chương vàng SEA Games đầu tiên của tuyển Việt Nam sau 60 năm chờ đợi. Đã bao nhiêu năm qua thì Việt Nam luôn đến gần cửa vinh quang và cuối cùng là chúng ta toàn là bị ngắt quãng, cho nên là mọi người đang sôi sục và rất mong chờ lần này. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta đang có một lứa cầu thủ rất tốt, chúng ta có một huấn luyện viên rất là hay và cả một cái ban liên đoàn cũng là ủng hộ đội tuyển Việt Nam là đã sang Philippines từ rất sớm, sắp xếp cho các cầu thủ có được điều kiện tốt nhất để mà đạt thể lực tốt nhất cũng như làm quen với sân cỏ nhân tạo tại Philippines để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games lần này. Thì đó là lý do mà để Tiên tin rằng Việt Nam sẽ là đội giành huy chương vàng tại SEA Games lần này. Chưa kể là Thái Lan, họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Và Thái Lan là cái đối thủ mà tiền kiếp của chúng ta và chúng ta rất muốn vượt qua Thái Lan. Và ngay trong cái kỳ SEA Games này, mọi thứ đều đang ủng hộ Việt Nam. Thì không có lý do gì những người dân như chúng ta, những người yêu bóng đá như Việt Nam không tin vào chiếc huy chương vàng SEA Games 30 cho đội tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam.